Em bị mất cái chỗ này, anh Thơ Quang nhắc lại giùm em đi. Anh Thơ Quang nói sao? Ý mình nói việc ra á, ví dụ như vụ mấy cờ vàng nãy mọi người đề cập á ha, bây giờ anh đưa ra kịch bản ví dụ đi, nước Mỹ hay là những quốc gia châu Âu có biến, có binh biến, có chiến tranh, thì mấy thằng cờ vàng nó sẽ tham gia vào quân ngũ để nó bảo vệ cái quốc gia nó đang ở, hay là nó sẽ tìm cách nó đu càng về Việt Nam? Đồ à, một là đu càng, hai là nó đi nó chèo xuồng ba lá về ngược Việt Nam chứ đồ à. Đúng không? Đúng không? Chắc luôn. Và nhưng mà trong khi đồ lên bạn thì nói ghê lắm, đồ lên bạn nó nói ghê lắm, nó nói thì chắc chắn là tìm đường về Việt Nam rồi, chỉ có tại nó là Việt Nam mà. Gốc Việt Nam thôi. Lúc đó nó lại nhận nó là người của Cộng sản, nó yêu cầu Cộng sản đứng ra là chính sách bảo hộ công dân Việt để đưa công dân Việt, chứ quay giải cứu đưa về Việt Nam phải bảo đảo chứ. Đúng không? Nó vượt biên, vượt biển, vượt rừng, từ Campuchia, Âu Lê. Cho nói cái này thôi. Anh nói về vấn đề mà chiến tranh đó, trên đường trốn cái gì đó, thì có cái chuyện này anh đưa ra ha. Thì anh có một anh bạn lớn hơn anh cũng 4 tuổi thôi. Thì ở cái thời gian mà có chiến tranh ở Campuchia đó, thì anh cũng phải anh bị kêu nghĩa vụ chứ, đúng không? Thì anh trốn nghĩa vụ, xong anh đi vượt biên qua bên này. Thì anh là bạn anh thì anh không có, mỗi người họ có một cái cách họ làm, anh không có lên án anh là trốn nghĩa vụ gì hết, không sao hết. Tại vì anh nhiều khi anh ở cái giai đoạn đó, cho dù anh yêu nước cái nào biết đâu được, anh trẻ tuổi mà anh nhát gan này anh cũng trốn, mình đâu biết rồi đâu nữa. Thì ai muốn làm gì làm, thì anh trốn nghĩa vụ đi sang Mỹ, đối với anh là ok, anh không quan tâm. Nhưng mà anh không có quyền. Bây giờ ngày nay á, cũng ngồi đây mà lên án Cộng sản Việt Nam rồi bán nước rồi kia để cho tàu lấy đất lấy biển, với những người trốn nghĩa vụ vậy thì anh, đối với anh này anh cho anh không có quyền nói vào đó. Đúng rồi, mất tư cách rồi, mất tư cách rồi. Anh trốn nghĩa vụ, anh đi vượt biên này, cái chuyện của anh mình không có lên án gì cả, nhưng mà cho anh ngồi đây mà anh lên án Cộng sản thì, trong khi các người Cộng sản người ta đã chiến đấu từ thời mà Pháp đến Mỹ rồi đến Campuchia, đến tàu người ta đổ máu để mà nước Việt Nam mình mới tồn tại như ngày hôm nay. Mà những người mà trốn nghĩa vụ mà lại cho mình cái phép để ngồi mà lấy án Cộng sản ra, thấy cái đó nó vô lý, anh không thể nào ngồi nghe được. Ok, anh nói không chuẩn, chính xác chứ. Anh cái đó mất tư cách rồi. Mất tư cách rồi. Thì anh nói gì? Nó lên án Cộng sản này là nó lung tung bán nước bán biển. Bây giờ nó đang ở Mỹ, bây giờ Mỹ gửi nó đi sang bên châu Âu để đánh, hay là do ông nói vậy nước Mỹ bị xâm lăng đi, phải không? Mỹ chưa giờ bị xâm lăng, nó cũng trốn. Chắc chắn là nó trốn về Việt Nam rồi, nó nằm ở Việt Nam. Nó không trốn đi đâu. Đừng nói xâm lăng, em bây giờ mình xâm lăng thì rất là khó, đúng không? Nước Mỹ mà xâm lăng là bị quốc gia nào khác xâm lăng rất là khó. Thí dụ anh nói em nói là bây giờ nước Mỹ mà xảy ra nội chiến đi, đúng không? Vậy tụi nó chạy chết mẹ, lo tìm đường nó đua về chứ. Nó ỷ nó coi đâu mà nó xin rồi tư cách người gốc Việt, nó chạy vô lãnh sự quán yêu cầu rồi chuyến bay giải cứu chở nó về gấp. Ôi, ngồi đó mà to mồm, bởi vì nhiều khi mấy này anh Duy Tân với Sam thật sự á, nó to mồm nó ồn ào vậy thôi. Với những người thí dụ người ta, một là người ta không thèm nói động tới, hai là gặp là những người gọi là không có hiểu biết thì nó múa thôi. Anh thấy ở thời buổi 2024 rồi mấy người cờ vàng nên thôi bớt đi khỏi nói về vấn đề cộng sản công siết thì nó gì ha, hay là cờ vàng cờ viết gì vậy? Hay là nói ca tụng cái gì chính nghĩa quốc ra cái gì dẹp đi, cái buổi này dẹp rồi. Ôi trời ơi, mấy ngày hôm nay mấy anh có nghe vụ bên Cali mà tụi nó cũng vụ dẹp cờ vàng cờ đỏ gì mà nó y xèo hết trơn không? Không. Từ từ thấy rồi, cờ vàng giống như từ từ tuyệt chủng rồi. Tự vì sau này chắc chắn cái đường nó là như vậy. từ Việt Rai lên Duy Tân có sao? Một khi Mỹ với Việt Nam đã ký kết mà đối tác chiến lược toàn diện rồi đó, thì ở trong đó nó phải có những cái điều kiện phụ kèm theo, đúng chưa? Làm ảnh hưởng tới bang giao, những cái gì nó gọi là ảnh hưởng tới hình ảnh quốc gia, hình ảnh tới bang giao là không được. Mình chỉ nói vậy thôi. Còn mấy cờ vàng cảm thấy tự hào, mà còn bô la cảm thấy mà to mồm to còi hay đủ bản lĩnh bản lề đó thì cứ làm đi. Rồi còn làm được bao lâu? Nói đến chiến lược gọi là gì? Bang giao đối tác chiến lược toàn diện, đối tác chiến lược toàn diện thì cho nói về vấn đề Mỹ là phải biết là Mỹ là một thằng điếm đảo, đúng không? Đúng rồi, không có thể tin tưởng được bất cứ nó nói gì. Thì nó qua Việt Nam nó ký, nó dụ Việt Nam nó sẽ mở nhà máy làm gì ta, như làm chip cái gì đó, nhưng mà Intel á. Ok, nhưng mà anh biết chắc chắn là đằng sau đó là cái vụ Mỹ đi theo nó, để Mỹ quên cái vụ Việt Nam là đi theo nó để tách rời ra là Nga rồi Trung Quốc. Nhưng mà Việt Nam mình thì em hiểu Việt Nam mình hồi nào giờ không có thích cái đó, Việt Nam mình không có theo ai hết á. Nghe, thành ra nó nghĩ là vụ vậy không được, cái nó lại đổi ý kiến, nó về nó trở về nước ký cho đã, nó lại đổi ý thôi. Việt Nam mình là cái môi trường là không chưa thích hợp, nó không mở rộng đầu tư, nó không có đầu tư nữa. Nó không chịu mở rộng đầu tư. Em thấy cái khốn nạn của. Nhưng mà ở Trung Quốc đó, cái điểm này nó lại nhảy vô, nó là bắt tay Việt Nam cho những mục đích cũng là về chiến lược, trong đó có kinh tế. Thì Mỹ lại bộ vàng lại gửi một thằng khác mà là Mỹ đó, nhưng mà gốc Á Châu đó, anh có nhớ hết không? Thằng tỷ phú gì đó, đúng không? Thằng tỷ phú gì đúng không? Tỷ phú gì mà bữa mà lên một số nó ca ngợi mà cứ đi ăn uống bình dân ở ngoài đường ngoài xá gì, đúng không? Tại tỷ phú gì đó, nó người Á Châu nhưng mà thì người gốc Á Châu, nhưng mà tỷ phú cái công ty gì đó thì chip gì đó. Thì cái ý của anh nó là Mỹ nó cứ như thế, không có tin tưởng nữa. Trong làm anh là phải có cái sự tín cẩn thôi. Mỹ ký cho đã rồi xong thấy hàng tàu bắt đầu là bắt tay chặt quá, ông Nguyễn Phú Trọng siết chặt quá là lại người làm kia qua đó, nó cứ vậy. Cảm thấy bây giờ nói sơ qua Trung Quốc bây giờ tự nhiên cái vị trí nó lên cao, không biết từ Việt Nam cơ quan của mọi người thấy đó, thì thấy Trung Quốc thì vị trí nó lên cao lắm. Tại vì cái kỳ Trung Quốc Tập Cận Bình đi San Francisco vậy đó, phải không? Thì tôi nghĩ nó để cho dân vô gia cư làm bằng thành phố chục năm nay này. Giống như là hành tinh nó đâu có hành dọn dẹp gì đâu. Nhưng mà nếu mà nó muốn dọn nó là nó dọn, chứ buộc vào cái trong một nốt nhạc là dọn được ngay. Nhưng mà đâu có dọn đâu. Khi mà ông Tân Bình sang thì bắt đầu nó dọn lên này, dọn thật liền thôi. Cho thấy là Mỹ là đạo đức giả và bề ngoài là nó chả lo cho dân đó. Có cái điểm này nè, thì anh Duy Tân á, thì em nghĩ là nói ra anh Duy Tân sẽ thấy ra nhiều điều. Cũng cùng là hai chuyến thăm, đúng không? Một là ông Biden qua ký kết đối tác chiến lược toàn diện gì đó, và cái lời khẳng định của bác Trọng cũng rất là rõ ràng. Đây chỉ là bước đầu, chưa xem là thành công, đúng không? Nguyên văn phát biểu của bác Trọng nha, chưa xem là thành công. Rồi sau khi ông Tập qua rồi đó, đi về rồi á, thì những cái cổng thông tin chính thức của nhà nước Việt Nam á, thì họ lên bài rất là rõ ràng là cái sự hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc đã đi vào thực chất, đúng không? Thực chất hơn, tức là lo gì, giống như câu chuyện anh nói đó, mặc dù đều là gặp nhau rồi bàn giao ký kết là hứa hẹn bờ cờ gì đó, nhưng mà còn làm hay không, nó đi vào chiều sâu, nó có thực hiện được hay không thì là chuyện khác. Mà rõ ràng là thằng Mỹ chơi trò bố láo rồi, anh thấy không? Rõ ràng chơi trò bố láo. Anh nhớ là vừa chuyến nó về như anh nói đó, là ông Intel đó đưa ra cái gì là chưa có kế hoạch mở rộng đầu tư vì quan ngại về tình hình quan liêu và vấn đề là không đủ nguồn điện để cung cấp. Các bạn ba đưa hai cái lý do nó rất là vớ vẩn. Thật sự khi em đọc cái tin đó là em thấy rất là vớ vẩn. Bởi vì sao? Cái thằng Intel á, cái thằng Intel nó đã nằm ở khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh á là gần cả chục năm nay rồi. Ở Thủ Đức gần nhà em á. À, là gần cái chục năm, hơn cái chục năm nay rồi. Mà tại sao đó giờ mày không kêu quan liêu đi, mà không kêu là thiếu điện đi, phải không? Dở trò. Là mình thấy mắc cười. Đưa hai cái lý do là mình thấy là cái trò đẻo của thằng Mỹ này. Rất là đẻo giả. Mà rõ ràng cái đó, cái nhất này, cái thứ hai nữa nè, liên quan tới tập đoàn Intel á. Em nói thiệt với anh Duy Tân với Việt Nam mọi người, đố cha cái ông rồi ban ngành nào mà dám quan liêu rồi với nó. Ở đó mà múa tầm bậy tầm bạ, tự nhiên nó thuộc dạng những gọi là cái chăm sóc đặc biệt rồi. Anh cư xá Duy Tân phải không? Ông ban chức ban ngành nào mà dám rồi quan liêu hay là hạch hoạn đi Intel đó, thử coi. Đừng có nói gì Intel, chỉ còn ba cái tập đoàn kinh tế bình thường thôi. Như thí dụ em nói ba doanh nghiệp, ví dụ Coca-Cola hay Pepsi này kia nọ thôi, mang yếu tố nước ngoài thôi. Mấy công ty nó qua đây nó làm, anh Duy Xá thân biết là nó có đội ngũ luật sư của nó đầy. Nhưng mà Mỹ đem cái hàng cha 7 lần đi qua Việt Nam ký kết gì đó. Nhưng mà bây giờ mình thấy rõ là mục đích nó là mục đích chính trị chứ không phải kinh tế, đúng không? Đúng rồi. Nó dùng cái kinh tế để dụ mình cho mục đích chính trị đó, nhưng mà không thành công nữa rồi thì thôi. Nhưng mà chơi qua chơi lại thôi, chơi qua nói chung là màn đấu trí mà, màn cơn não mà anh gì ta, cơn não mà. Anh thì anh thấy Trung Quốc trong quá khứ nó cũng có nhiều cái làm không đúng đối với nước Việt Nam mình, nhưng mà trong thời gian này nó không làm gì thì mình cứ vậy đi. Mình cũng thấy nó là tốt mà, hiện giờ nó cũng không chưa làm gì mình, đúng không? Nó cũng làm rất là chặt chẽ, mình hai bên đều có lợi. Nhưng mà anh thấy ông Tập Cận Bình đó, ông rất là yêu thích Việt Nam trong thời gian này. Anh nhìn thấy cái thái độ cái thằng cha nó mặt lúc nào cũng trầm bầm, nhưng mà khi mà gặp mỗi lần ông gặp ông Phú Trọng là ông tươi lắm nha. Em có nhận được hết đó. Ông rồi thì đội cái hình ảnh đó, đội cái hình ảnh mà ông đứng lên, ông đi qua bên ông Trọng mà ông đưa đi rượu ông mời đó, đội cái hình ảnh đó thôi là nó nói lên được cái hai cái chữ giá trị nằm ở đâu rồi. Ông đánh giá cao cái tổng quan Việt Nam này, đúng không? Mình ở đây mình không phải là mình tự cao tự đại, mà rõ ràng đó là gì? Ông Tập ông thể hiện được cái sự tôn trọng, ông thể hiện cái sự tôn trọng, rất là tôn trọng. Giống như anh em mình cũng vậy, thí dụ như anh Quý mới nay mà anh đi ăn nhậu vậy thì cái hành động đó là gì? Anh thể hiện cái sự tôn trọng của người đó cái đã, thì anh mới hành động được như vậy, đúng không? Chứ ở đây mình nói ra không phải là mình là Việt Nam bây giờ mạnh rồi, Việt Nam bây giờ là to rồi, không có. Trước mắt là gì? Mình thấy được cái thiện chí và cái sự tôn trọng của đối phương. Người ta tới chơi mình thì mình phải quý mến tôn trọng họ, cái chuyện đó bình thường, đúng không? Chứ còn với em thì em nghĩ thế này, anh muốn cái gì đó thì cái trước tiên á, anh phải tạo ra cái nội lực cho anh đưa trước đi. Mà nội lực ở đây là gì? Kinh tế anh mạnh, chính trị anh mạnh, kinh tế anh phát triển, người dân cơm no áo ấm, đúng không? Thì bây giờ cái câu chuyện này anh thử nhìn lại thì ví dụ Trung Quốc, anh nhìn ngược về Trung Quốc cách đây vài chục năm xem thì nó cũng y chang à. Mà tại sao giờ nó được như vậy? Có nghĩa rằng cái thời điểm đó nó thừa hiểu cái sức nó như thế nào, cái sức nó ra sao, thì nó phải cái điều đó đầu tiên là gì? Nó củng cố trong nhà nó trước cái đã, dân giàu nước mạnh đi rồi mới tính tiếp. Muốn ho cái gì đó thì ho, đúng không? Còn bây giờ mày Việt Nam mình nước nhỏ mà, mày xung quanh toàn mấy ông kẹ không à. Nói thiệt, mấy ông cờ vàng cứ lại dạy mấy chục năm nay, cứ nói Việt Nam mà là tay sai Trung Quốc, hay là một cái gọi là một tiểu, gọi là gì, một thành phố hay là một tỉnh tiểu bá, một tỉnh của Trung Quốc. Nhưng mà rốt cuộc ông Nguyễn Phú Trọng qua mà bắn Đại Bác mà nó chả thảm đỏ, nó nhớ wow, hoành tráng, rất là tôn trọng Việt Nam. Là cái này là một cái tiếp đón cho một cái nguyên thủ quốc gia, chứ đâu phải là một em hay sai của họ đâu. Để mọi người nghe cái đoạn clip này nè thì mọi người sẽ thấy hết tất cả hả, về cái bản chất của cái đám mà mẹ cờ vàng cờ sọc gì đó, là nó bố láo bố tét nữa nào. Việt Nam thăm Trung Quốc, đi hầu của Trung Quốc tới thăm Việt Nam đi vi hành. Việt Nam thăm Mỹ đi lại đột tư bản. Mỹ thăm Việt Nam, dân chủ tới rồi. Thật dễ hiểu tại sao trên mạng nhan nhản những người luôn tung hô các thuyết âm mưu kiểu đó. Bởi vì các bạn không thể suy nghĩ như một người bình thường. Các bạn không thể chấp nhận được thực tế đất nước đang tụt tốc phát triển tốt nhất thế giới. Các bạn đó chỉ mong là làm sao Việt Nam phải nghèo thật nghèo, phải chịu áp bức dưới ảnh thống trị của Cộng sản thì các bạn sẽ hạ dạ. Vì được ăn chút tiền dư thóc vãi của một ai đó mà các bạn mong muốn nước của mình phải nghèo, chứ nếu đất nước của mình phát triển là các bạn sống được khó chịu. Nhưng thôi, các bạn không lúc đó thì các bạn tự chịu để cảm giác khó chịu khi nhìn Việt Nam phát triển thôi. Chứ như mình đây thì chỉ thấy các bạn đáng thương. Và các bạn có gào lên cỡ nào đi nữa thì cũng không thể thay đổi thực tế rằng Việt Nam hiện nay đang có một vị thế lớn dần lên trên thế giới và nhận được sự tôn trọng từ các quốc gia khác. Các bạn cứ lấy ví dụ về các nước như Hàn, Singapore ra để làm gương và bỏ quên những đất nước đá nát dưới bàn tay tư bản. Nhưng tôi kể các bạn, Việt Nam mình dù không mạnh bằng Hàn Quốc nhưng Việt Nam độc lập, thích chơi với ai thì chơi, chứ chẳng ông nào thằng nào chi phối được Việt Nam. Và mình cũng đố các bạn tìm ra bất cứ nước nào trên thế giới mà cả Nga, Trung Quốc và Mỹ đều có những chuyến thăm quan trọng tới Việt Nam vào năm 2023. Không hề, chỉ duy nhất Việt Nam làm được điều này. Hầu hết các nguyên thủ quốc gia lớn nhất thế giới đều mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam, từ Nga, Trung, Nhật, Hàn, Anh, Mỹ, Pháp, Đức. Và các lãnh đạo mỗi nước trên đều đã và sắp có kế hoạch tới thăm Việt Nam. Trong 4 năm trở lại đây, Chủ tịch Trung Quốc, Tổng thống Mỹ, Tổng thống Hàn Quốc, Thủ tướng Nhật Bản, Chủ tịch Triều Tiên, Phái đoàn Thương mại của Anh, Thủ tướng Đức, Phó Chủ tịch EU, Ngoại trưởng Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga đã thăm Việt Nam. Và vào năm sau, Tổng thống Putin và Tổng thống Pháp cũng sẽ đến thăm Việt Nam. Còn Việt Nam chỉ riêng năm nay, nếu bạn còn nhớ, chúng ta đã có rất nhiều hoạt động ngoại giao khắp thế giới, từ Mỹ, Trung Quốc, các nước Ả Rập, Đông Nam Á, châu Âu, Nga và hầu hết các cuộc hội nghị, các diễn đàn kinh tế trên thế giới, từ G7 đến BRICS hay diễn đàn kinh tế của khối Ả Rập. Việt Nam hiện nay có vị thế tốt hơn nhiều và có thể hợp tác sâu rộng với hầu hết các tổ chức trên thế giới. Nếu nói Việt Nam là tổng đài liên lạc, là cầu nối của tất cả các phe thì không có gì là quá khiêm cưỡng. Một cách tổng quan, chúng ta muốn hợp tác với cả thế giới và hầu như các quốc gia lớn đều có nhu cầu hợp tác có lợi với Việt Nam. Và để làm được điều này, tức là để có thể chơi với tất cả các bên, tăng cường hợp tác với tất cả các bên nhưng không gây xích mích với những bên khác, đó là một câu chuyện rất khó. Thế giới đang sống trong môi trường phụ thuộc lẫn nhau nên không thể nói rằng vì độc lập tự do nên muốn làm gì thì làm, mà thực chất chúng ta muốn hợp tác với một mối quan hệ mới cũng phải cân bằng quyền lợi với những đối tác cũ để không làm ảnh hưởng tới các mối quan hệ truyền thống. Trong mối quan hệ giữa Mỹ, Trung Quốc và Việt Nam thì nó lại càng khó hơn nữa. Và trước nữa, liên quan đến kết quả chuyến thăm, mình sẽ phân tích tại sao Việt Nam có thể cân bằng được, khiến cho Trung Quốc vui vẻ trong việc Việt Nam chơi thân với Mỹ. Để đánh giá chuyến thăm tới Việt Nam của Chủ tịch Tập Cận Bình từ thái độ của Trung Quốc ra sao? Với góc nhìn từ các học giả, các chính khách Trung Quốc, một cách ngắn gọn thì Trung Quốc chính thức nhìn nhận chuyến thăm tới Việt Nam của ông Tập là một sự kiện thúc đẩy mối liên hệ hợp tác bền chặt hơn về mọi mặt, bao gồm cả kinh tế, chính trị, quốc phòng, xã hội. Và giá trị của Việt Nam hiện nay đã tăng hơn nhiều so với trước, đã có vai trò lớn hơn nhiều trong chuỗi cung ứng toàn cầu, có ý nghĩa với Trung Quốc trong việc kết nối kinh doanh toàn cầu. Theo phân tích từ phía Trung Quốc, Việt Nam có lợi thế về mặt địa lý và nền tảng trong việc tham gia rất nhiều hiệp định thương mại trên khắp thế giới, thì Việt Nam cũng là cửa ngõ giao thương với ASEAN, nơi là đối tác thương mại lớn nhất, lớn hơn cả EU và Mỹ của Trung Quốc. Việt Nam cũng là thị trường lớn mà Trung Quốc có thể xuất khẩu các mặt hàng sơ cấp, là nguồn hàng nguyên liệu đầu vào trong mắt xích chuỗi cung ứng toàn cầu. Thông qua đó, có thêm cơ hội giao thương tới toàn thế giới. Nghe rõ không anh Duy Lan? Nghe rõ. Đó. Hợp lý không? Anh nghe cái phân tích nó hợp lý không? Quá hợp lý, không hợp lý được. Đúng không? Thì rõ ràng là gì? Cái hay ở đây của các vị lãnh đạo đó là gì? Làm sao vẫn độc lập nha, nhưng vẫn giữ được các mối quan hệ của các nước trên thế giới, nhưng mà đặc biệt quan hệ như thế nào để các nước đó họ không cảm thấy phật lòng. Cái đó mới là khó. đúng không? Anh công nhận không? Đâu thể nào mà anh giữ được, bởi vì cái gọi là cái xã hội, cái khu quốc tế bây giờ mà ông A cũng đồ đang me, ông B cũng cây cú ông C, nó cứ chằng chéo nhau như vậy á. Bạn đứng giữa anh chơi với các ông à, anh đứng giữa chơi các ông, mà để làm sao mà các ông đó không có ông nào mà trách móc hay giận hờn anh được, một cái đó khó lắm bộ. Bởi vì nó đụng chạm tới quyền lợi, đúng không anh? Nó đụng chạm tới quyền lợi, cái lợi ích của người ta mà anh chơi làm sao mà anh để cho mấy ông đó đều vui vẻ với anh hết. Cái đó mới là cái kỳ tài. Dạ. Hỏi Phi-Fi thôi, Phi-Fi thôi. Phi-Fi. Em đang nghe. Bây giờ anh sẽ xuống anh nghe, nhưng mà anh có việc anh vừa làm và anh vừa nghe thì em mời anh chú Phi gì lên đi. Anh giờ anh sẽ phép anh xuống nha. Ok. Dạ. Anh chào mọi người. Anh sẽ xuống anh nghe. Nghe chào mọi người, chào Thái Quang. Rồi ok anh. Rảnh rỗi thì nhảy lên chơi lại. Ok. Nay em rảnh mà.